Hôm nay Phúc với mẹ sẽ làm thí nghiệm cầu vồng cho ống nghiệm nha con nha. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra con mình có những dụng cụ thí nghiệm nào nè Phúc ơi. Ống nghiệm. Ống nghiệm đâu con? Ống nghiệm đây. Kẹp ống nghiệm. Kéo ống nghiệm đâu? Đúng rồi. Ống hút. Ống hút đâu? Đúng rồi. Một xuống nào. Đũa khuấy. Đũa khuấy. Rồi, con làm xuống. Đũa cái nhỏ, đũa cái to rồi. Rồi, ngoài những dụng cụ thí nghiệm đó, mình còn có muối, nước và màu. Rồi, thí nghiệm này sẽ có 3 công đoạn nha. Công đoạn đầu tiên sẽ là hòa tan muối trong nước. Phúc sẽ quan sát xem coi coi muối có hòa tan trong nước hay không nha. Rồi. Ở đây mẹ có 7 cốc nước và mẹ đã đánh số trên đó tương ứng với lượng muối mà con sẽ cho vô. Đây là số mấy đây bé? Số 0. Là có cần thêm muối vô không? Không. Đây là số? Đúng rồi, thêm một muỗng muối vô nha. Rồi, mẹ sẽ lấy muối cho con. Rồi, con bỏ muỗng muối vô. Mình đã bỏ muối vô rồi, bây giờ mình sẽ khuấy, dùng đũa khuấy coi coi khuấy coi muối có tan trong nước không nha. Rồi con khuấy cốc này đi thôi, khuấy mạnh lên nè. Con có thấy muối tan trong nước không? Có đúng không? Rồi sau khi mình hòa tan muối trong 7 cốc nước này, rồi vậy là mình có 7 cốc nước ha. Rồi bây giờ mình sẽ pha màu 7 cốc nước này. Ở đây mẹ có 7 màu tương ứng với 7 sắc cầu vồng. À, 7 sắc cầu vồng là gì con? Màu gì nhỉ? Đỏ. Đỏ. Nè Phú ơi. Phú ơi. Đỏ. Cam. Bây giờ mình sẽ thay màu đỏ vào cốc nước đến số 0. Mình nhỉ màu vô đi. À, con thấy màu đỏ vậy được chưa? Mình sẽ thay tiếp màu cam. Mình sẽ dùng ống hút hút các màu và cho vào ống nghiệm nha con nha, để tạo bảy sắc cầu vồng trong ống nghiệm nha. Rồi, bỏ một tí nơi nha. Công đoạn kế tiếp sẽ cần thao tác nhẹ nhàng nên mình sẽ làm, còn Phúc sẽ quan sát xem coi các màu này có lẫn vào nhau hay không nha. Sau khi mẹ bỏ 7 màu vào trong ống nghiệm hút hết không, nó tách thành 7 lớp như thế này nè. Bây giờ con suy nghĩ coi tại sao mà cùng là nước muối hết mà tại sao nó lại không lẫn vào nhau nhỉ? Tại vì lượng muối mẹ cho vào các cốc này là khác nhau đúng không, nên nó sẽ làm cho nước muối có tỷ trọng khác nhau. Nó sẽ tách lớp như thế này, 7 lớp như thế này mà không hòa lẫn vào nhau. Được chưa nè? Rồi, bây giờ mẹ con mình sẽ làm báo cáo thí nghiệm nha. Có màu đỏ rồi, Phúc chọn màu đỏ coi. Màu đỏ đâu? Đó, màu cam, màu đỏ đâu con? Đỏ đâu? Đây. Phúc sẽ tô màu đỏ nha. Lớp đầu tiên nè. Rồi. Ống nghiệm rồi nha. Bây giờ mình sẽ coi coi lượng muối sử dụng trong những cái mẫu này nha. Không nhớ không? Hồi nãy cái màu đỏ của mẹ đó là mẹ có sự bỏ nước muối vô không?
Không, hồi nãy màu đỏ của mẹ mày không có bỏ nước muối rồi. Mẹ sốt không đâu con? Hút lỡ sốt không? Sốt không đâu? Rồi, sốt không. Mình sẽ dán vào màu đỏ nha. Hồi nãy mẹ không có sử dụng nắp muối nào giờ màu đỏ cả. Rồi, sốt không. Rồi, màu cam là rồi, cô nhìn thấy nè, với lượng muối tăng dần như thế này đó, thì cái cốc muối sẽ có bị trọng cao, muối càng nặng thì nó sẽ nằm ở phía dưới ha, còn cái lượng muối mà ít thì nó sẽ nhẹ và nó sẽ ở phía trên con nha. Rồi, nam mô bé Phúc, hôm nay bé Phúc làm thí nghiệm rất là giỏi, nào dây với mẹ